Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt với thầy Thích Hằng Đạt, phần 2 do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi một phần phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi và thầy Thích Hằng Đạt để nói về một số những cái quan niệm về vấn đề giáo dục của một người tu sĩ. Trước hết, xin kính chào thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào chú và kính chào quý vị khán giả của đài. Khi mà được thăm thầy ở tại Louisville, Kentucky đó thì thấy rằng thầy bên cạnh cái vấn đề mà thầy giúp cho những người Phật tử để mà xây cất cho xong cái ngôi chùa, rồi thầy giúp cho những người Phật tử trong vấn đề mà đọc kinh hoặc là hôn quan tăng tế những khó khăn, nhưng mà rất là đặc biệt thầy quan tâm tới vấn đề giáo dục. Thầy có thể chia sẻ lý do tại sao vậy? Dạ, như chúng ta biết ha, khi chúng ta sinh ra cõi đời này chúng ta không có hiểu gì cả. Vì nhờ sự giáo dục từ trong gia đình, rồi chúng ta đến những trường học từ bậc tiểu học, trung học đến đại học, nhờ cái sự giáo dục cho nên chúng ta mới có những cái kiến thức căn bản về cuộc đời, cuộc sống. Nhờ đó mà chúng ta mới biết cách mà làm ăn buôn bán, vân vân. Nên vấn đề giáo dục rất là quan trọng cho một con người. Thì trong đạo Phật á, nó vấn đề trí huệ. Trí huệ đây nó có hai phần. Một là trí huệ là hữu sư, hữu sư trí và vô sư trí. Hữu sư trí là cái trí huệ có thầy, do thầy dạy dỗ nên mình mới có phát triển cái trí huệ của mình. Còn trí huệ vô sư là tự mình tìm tòi, tự mình trở về cái trí huệ đó, nó sẵn có bên trong tâm mình. Thì vấn đề mà phần trí huệ hữu sư bên ngoài cũng rất là quan trọng. Như nếu chúng ta sinh ra chúng ta không có sự giáo dưỡng của cha mẹ, của thầy bạn thì chúng ta không có hiểu nhiều. Và nhờ có những kiến thức căn bản về đề, kiến thức căn bản về đạo, chúng ta mới biết tu tập, mới biết trở về cái trí huệ vô sư của mình. Cho nên đó lý do tại sao chúng tôi lúc nào nhắm vào vấn đề giáo dục. Và khi mà thầy nói về vấn đề giáo dục á, thì thầy cũng có những cái chương trình nó gọi là after school program. Bên cạnh vấn đề giáo dục về Việt ngữ, bên cạnh vấn đề giáo lý, bên cạnh dạy cho các em thiền, thầy có thể nói thêm. Thì chúng tôi có ngôi chùa Phật Giác ở bên Houston. Thì cuối tháng 9 vừa rồi, chúng tôi tổ chức After School, chương trình dạy kèm sau giờ học. Là không phải các em về chùa là các em được dạy kèm liền, mà chúng tôi hướng dẫn các em là ngồi thiền trước để các em cái tâm được sáng suốt trở lại, cái thân được khỏe mạnh trở lại, rồi sau đó các em nghỉ ngơi để các em có cái tinh thần minh mẫn. Mà có tinh thần minh mẫn như vậy đó thì mới học hành nó dễ dàng, nó hành thông hơn. Chứ nếu giống như người lớn chúng ta, từ sáng 8 giờ sáng chúng ta đi làm đến 5 giờ chiều là chúng ta đủ mệt rồi, đừng nói chi các em nhỏ. Nên phải có cái thời gian cho các em nghỉ ngơi, nhất là cho các em giữ lại sự sáng suốt đó lại đó, thì các em mới học hành nó dễ dàng. Và cái chương trình After School này chúng tôi nghĩ là gần như ở xứ Mỹ này chúng tôi là những người, một trong những người mà bắt đầu trước á. Chúng tôi muốn hỗ trợ cho các em về mặt học vấn cũng như là mặt tinh thần và tâm linh, nó kết hợp với nhau chứ không phải vấn đề học vấn không thôi. Nên đó là cái ưu tư của chúng tôi và chúng tôi bắt đầu làm ở bên Houston đó. Chúng tôi cũng có ngôi chùa bên Louisville, Kentucky nhưng mà chưa có phát khởi cái chương trình. Và nhất là ở Mỹ đây, ở bên California họ cũng có những chương trình mà đa phần do những người Mỹ đó, họ hướng dẫn các em vừa ngồi thiền, vừa tịnh tâm cũng như là vừa có cái sự giáo dục trong đó theo những chương trình phổ thông đó. Thì chúng tôi thấy theo những cái, vì mà đã từng làm những research đó, thấy là ảnh hưởng với tâm tính của các em thay đổi rất là nhiều. Cũng có những cái trường á, thay vì những em mà nó quậy nó phá đó, thay vì bắt nó vô detention, đứng một chỗ, ngồi một chỗ, mà kêu các em ngồi yên một chỗ để các em đếm hơi thở, các em nhắm mắt đếm hơi thở như vậy, từ từ các em sẽ chuyển hóa cái tâm của các em thay vì phạt nó. Nên tôi thấy rất là hay. Đó là khi mình nói về vấn đề mà thành thiền quán là liên hệ với đạo Phật của mình. Nhờ Đức Phật Ngài dạy giới định huệ, có định thì mới có huệ. Nên tâm có định thì chắc chắn có huệ. Người lớn mình cũng vậy, các em cũng vậy. Đó, tại sao mà chúng tôi mới
ứng dụng hướng dẫn các em ngồi thiền trước khi mà làm bài tập sau after school đó. Như vậy đó thì khi mà Bộ Quốc gia Giáo dục giới thiệu cái chương trình STEM cho các người lãnh đạo tôn giáo thì thầy suy nghĩ như thế nào về vấn đề đó vậy? Thì chúng tôi nghĩ là tùy theo cách nhìn của mỗi người, tùy theo cái cách thức mà chúng ta dạy các em, chương trình STEM cũng rất là hay. Theo chính bản thân chúng tôi cũng xuất thân từ ngành engineer trước khi mà đi tu đó, thì chúng tôi thấy rất là hay. Hay cái chỗ là để giúp các em phát triển theo cái tài năng các em, kiến thức về khoa học vân vân. Nhưng mà với chúng tôi đương nhiên cách nhìn của người tu là một tu sĩ đạo Phật, tu sĩ Phật giáo, tôi nghĩ rằng đó là bên cạnh cái việc học hành, thu thập vô những dữ kiện đó, mình phải có sự tĩnh tâm, tâm mình sáng suốt thì mình mới thấy rõ những cái vấn đề này vấn đề nọ. Chứ nếu mà mình thu thập những cái vấn đề này nọ bên ngoài mà mình không có sự tĩnh tâm, không có sự sáng suốt đó, nhiều khi mình dùng cách này cách nọ đó nó có thể nó sai, có thể mình tạo nghiệp. Nên cái sự mà tĩnh tâm nó rất là quan trọng, thiền quán rất là quan trọng. Mà đây là bây giờ có rất là nhiều những cái research họ chứng minh rằng là nhờ ngồi thiền mà cái tâm của mình nó thay đổi, cái bộ não mình cũng thay đổi nữa. Có phải đó là lý do là thầy tham gia những cái chương trình giáo dục của các trường đại học là giáo sư thỉnh giảng hay không vậy thưa thầy? Dạ đúng, dạ. Chúng tôi giảng dạy đạo Phật cho các trường đại học các ở trường đại Houston. Học ở Indiana cũng như là bên Houston. Thì đó là cái ý chính mà chúng tôi muốn chia sẻ Phật pháp, không phải chỉ riêng các em Phật tử Việt Nam nữa, bất cứ em nào, người Mỹ, người Mỹ, bất cứ dân sắc tộc nào, các em có duyên mà ghi danh vào những cái chương trình đó thì chúng tôi cố gắng tôi dạy theo kinh nghiệm chúng tôi trong những bài dạy đó. Chúng tôi thấy là mỗi em nào khi mà đã đọc qua những cái bài giảng của Đức Phật, nhất là về vấn đề mà thiền quán, dẫu là các em theo tôn giáo nào, nếu mà các em có hành trì, hành thiền đôi chút, các em sẽ giảm bớt cái sự căng thẳng, sự lo âu, buồn phiền của mình trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong những lúc mà các em ăn học ở trường hoặc là đi làm vân vân. Nên chúng tôi thấy rất là thiết thực trong cuộc sống hàng ngày cho các em. Kính thưa vị, chương trình của chúng tôi là nhằm mục đích để mà tìm hiểu về một vị sư, một người tu sĩ, nhưng mà quan niệm về vấn đề giáo dục rất là quan trọng trong vấn đề giáo dục trẻ em, đặc biệt vấn đề parenting, vấn đề làm thế nào để mà nuôi dưỡng những cái thế hệ trẻ để tiếp nối và có một cái nền đạo đức rất là căn bản. Đó là lý do tại sao chúng tôi có cuộc tiếp xúc là thầy Thích Hằng Đạt, và chương trình của chúng tôi sẽ được tiếp tục vào kỳ tới. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi. Một lần nữa xin được cảm ơn thầy. Dạ vâng, xin cảm ơn chú. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Công Nghiệp Phật, xin cảm ơn quý vị.